Bây giờ nó sẽ chuyển ra cái chỗ cảnh mà quán bar, cái chỗ mà kiều lạc ấy. That was Ô, a đoạn đoạn fucking mới á, đoạn close khác call. à? Rin, you in there? You left your door open. Ui, trong cái nhà cháu thì có cái đàn piano rất là xịn. Nghĩa thiên thiên thần đấy. You okay? Be careful down there. I must have been so tired. I just... Oh, yeah. Last night was really something, huh? Last night? You heard it. Okay, I can explain this. It's not what you think. I'm not that kind of guy. I mean, I don't even know what happened. You don't... Remember? Well, you know, I've been kind of forgetful lately. And, anyway, can we talk about this room? Is something wrong with it? Not wrong. I just mean, what is all this? Like that thing. What is that thing? Oh, that? At nighttime, all those lights turn on. It's really pretty. Oh, and that one wiggles when you sing to it. It makes me feel better when I'm down. Well, I mean, I guess that's what the piano is for, right? Sometimes I don't even have the energy for that. These things make me happy just by looking. They're my treasures. You don't say. Well, come to think of it, I used to collect those ninja sheep in the sheep I got in my cereal. They might not have looked like much, but I sure did love the damn things. Parents didn't, though. One day they just threw them all in the trash. That's so sad. Only you should get to say what's important to you. I know. I'll give you one of mine. The tip lights up on that one. No, it's fine. Thanks for the offer, though. Are you sure? I want to share my happiness with you. You're an odd one, Rin. And yet, it's kind of a breath of fresh air. Never met anyone quite like you before. Anh chưa bao giờ gặp em ai như em. So, what kind of people have you known? Well, you know, people telling me to be a man, to grow up. Just a lot of people trying to push their values onto me. You know? I think they're the odd ones. No one can tell you how to live your life, Vincent. Yeah. Oh, right. Here. You'll need a way to stay in touch with Erica, right? Well, there's my old cell phone. You know how to use it? Này điện thoại cũ rồi nè. Đưa qua cho này. Here, let me show you. Okay, you see this? You press this button here, and then you... All right, you got it all set up? Why don't you try sending me a text? Oh, look, there it is. Quatrine. I'm not sure about the spelling, but that's the name I remember. Wait, when she told me her name, did I only hear the last part? Oh, I see. So you're another one. Okay. Is something wrong? Nope, no. But Rin is easier to say, so can I keep calling you that? Of course. Này có lông trắng đấy, không phải gì. Này lông này là màu trắng. Và con này gọi là Rin hoặc là Quatrine. Quy là quy, gọi là Quatrine. At the cafe? That's a close call. And nó quay lại cái câu chuyện chính đấy. I can't believe she didn't catch you. Dude, is she really pregnant?
If she is, your life is fucked with a capital F. It's not capital F yet. I mean, nothing said in stone. So then, what'd you tell her? Who's the father? I told her I was happy to hear about it. It doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Concrete, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking. Mày chuẩn bị lấy ra lập gia đình. Không có uống rượu, không đi chơi. Because you've got to take care of the kids. Really? Damn. Sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Erica! Erica! Come on, cheer up. Là sinh phép. A nice, happy family is supposed to be a good thing, right? A happy family. Never had one of those before. I can't see it. Yeah, well, you're not the only one. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know, it was scary. Sounds common to me. Hey, excuse me. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Excuse me. Squeeze. Huh. What are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep Yeah, sheep rhymes with sleep or something. Sleep. Ah. Sleep rhymes with sleep. Hey, boss. Another rum and cola, please. Hey, don't be so rough on the guy. One day we'll all be. Đêm kêu buồn đi ngủ đấy, bởi vì kêu với cả sleep và sleep là giống nhau. These weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that, but besides, Catherine might be pregnant, right? Don't need to remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Enjoy. Yeah, set it down and walk away. It's about what happens now. Well, have fun while you still can. Đấu vật nữ. Those two used to date each other. Feather and Beetlejuice? What? No way! Well, same-sex couples are pretty common these days. That's not what I mean. When two chicks pair up, that's two less fish in the sea for me. Trai ít về gái yêu nhau. Are you seriously thinking of dating him? Just saying. Hey, Rin! What do you think about same-sex couples? Did you really need to call her over for that? Is it a big deal? I guess I never thought about it that much. As long as you love each other, that's all that matters, isn't it? So they don't even need to be human? Yeah. This girl's on a whole nother level. I don't know. I think it's sweet. Isn't it, Toby? I told you, I like girls. You too, right, Vincent? Huh? I mean, yeah. Well, you are dating one. Or two. Shut up. Oh, what am I gonna do with you guys? Ngày số mấy nhỉ, mình chả nhớ. Ngày số 4 nữa nhỉ. Coi như là chúng ta chơi được nửa game. Hay đến 8 ngày rồi. Bắt đầu ngày số 3 à, ok. It's crazy to think the love of, I mean, life's all about timing. Planning out your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. None of us had the future we thought. Well, I need some sort of direction. But all we can do is move along.
Vincent's stealing your line, Reverend Johnny. Hey, I'm just a stray sheep in the field of life too. Not that. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Kể là cho cái nhóm này là cái thằng Vincent này là thằng kiểu khờ nhất đấy. Nên là chắc là cũng không bọn này không là nghĩ là thằng này là ngoại tình. Nghe, đi nói chuyện. Nói chuyện với cái thằng đeo kính man with sunglasses. I heard his funeral got stopped because women were fighting each other. Oh. Well, you can't talk about it like you're unrelated to it. This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince? Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school. Chúng ta đi học tiểu học với nhau. Thằng này là bạn được tiểu học với thằng này. You don't remember me? Different from what I imagined. Don't say that. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? I think so too. I don't think of it. I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. Có nghĩa thằng này là bạn của thằng Vincent này, tiểu học này. Thằng này bây giờ là nó là thừa kế của một tập đoàn lớn, cái nhà giàu. Speaking of yesterday, you were having a nightmare. I had a strange dream, though I don't remember it well. How about you sleep in your own bed tonight, or in hers? Anna. Thằng này ngoại tình à? My phone. Ai gọi đây? Catherine gọi. Hello. Catherine. What do you mean, oh shit? Oh shit. Oh yeah, were you at the cafe near your place around lunchtime? No, it wasn't. No, I wasn't. I could have been there. I must have seen someone else. Huh? I swear, I don't know what you're talking about. Oh, is there a cafe by my place? There are plenty of cafes everywhere. Oh shoot, it's burning. I'll see you later. Later? Wait, the hell? Catherine. Cô ấy nó hỏi mình phải là mình buổi trưa thấy nó quán cà phê không? Justin. Men or women? Bạn nghĩ ông ở thì cậu nghĩ là ai là người đáng thương hơn? Man hoặc là woman. Mình sẽ chọn là man. This one? A lot of people say that. When asked whether they'd like to return to a woman in the next life, the majority of people say they'd prefer to be a woman. Some scientists have even predicted that men will become extinct. That is the truth. Extinct. Apparently the Y chromosome is quite useless compared to the X chromosome. So it's possible. And what'll happen to the human race if men go extinct? Maybe there'll be a system where women can fertilize each other and bear children. Men try just as hard to live their lives too. Natural. Isn't nature harsh? But on the whole, I think women have it harder. Being manipulated by stupid guys. Being ground down by life. I did something I shouldn't have. What are you talking about? It is the cross I must bear. Nhà thai nó bảo là khả năng là sắp tới là đàn ông sẽ tuyệt chủng. Và kiểu đàn bà sẽ tìm cách để tự sinh sản ra nhỉ. À nhỉ. Kiểu là nói chung là chúng ta sẽ biết được nhiều câu chuyện hơn khi mà chúng ta chơi nhiều ngày khác ấy. Kiểu chúng ta gặp những cái bọn này là nó mỗi ngày là nó sẽ có một số cái kiểu chia sẻ nhiều cái câu chuyện của nó với mình hơn. Và mấy cái bọn này là nó đều là mấy cái bọn con cừu là buổi tối ấy. Cái thằng này là cái thằng hay là cái con cừu nó đeo cái khăn ấy, đeo kính, nó bảo là kiểu anh là VIP ấy. Thì là cái thằng này này. Rồi mình sẽ nữa là cái gì nhỉ? Xem điện thoại có gì không? Tắt
có congratulations Ken, nó chúc mừng mình đã vượt qua được cái tầng số 3 này. I love you, Jack. Này, Quaterine. Em đang học cách để đính ra kèm photo này. Erica, let me try her uniform. Đây là cái ảnh của con Quaterine này. Con này mặc đồ đẹp phết nhỉ. Cái bộ đồng phục con Erica xinh phết nhỉ. Xem cái kia thì không sao. Trả lời em này luôn rồi. Một tiếng mình quên mất. Y cứ loạn nhỉ lên. She looks surprising good. Look a little big, don't you think? But you just stick to the usual. Giờ mình phải trả lời lại. You look surprising good in that. Mình không biết là cái nó sẽ chỉ ra cái thước đo nào. You should totally wear that from now on. Em hãy mặc là cái suốt đi. You but your main job is player piano. You definitely get more customer. Let me know if you have any problem. Kiểu nào nữa? Kiểu nói chuyện là friendly. Không biết là cái rank này nó sẽ theo cái nào. Ơ, cái này nó không có rank luôn à? Không nói vậy nhỉ? Mấy cái nút gì để bấm uống nước nhỉ? Quay lại mấy cái con mụ này làm nhà vậy này. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? Mấy con mụ rất là kinh, nghe rất là tởm. When you have a lot of things to do, do you write them down on a piece of paper? When you have lots of things to do, do you just remember them? Khi mà bạn có nhiều cái việc để nhớ, bạn sẽ làm gì này? Ghi vào, ghi nó xuống hoặc là nhớ. Hình như mình chắc mình phải ghi nó vào. Đấy. Nên mình không hiểu tại sao là cái này nó lại thành cái positive và kia là negative. 20 years ago, Mr. Morgan picked up a ball for me at the tennis court. Morgan. 20 years ago, Mr. Morgan worked in an ice cream shop to pay his tuition. Morgan là. Morgan likes vanilla ice cream. Mr. Morgan likes pouring maple syrup on vanilla ice cream. Oh. The cheese stretches. The cheese stretch. It is 5 days until the time of freedom. Còn 5 ngày nữa để đến tự do. It's time for us to say you got a mail. Good night. See you tomorrow. Nên là mấy con mụ này nói kiểu rất là ghê nha, kiểu là còn về cái việc nhiều tương lai. Nên nhiều mấy con mụ này nó liên quan đến mấy trò ác quỷ đó. Catherine. Anh lại đi ngay chỗ quán kiều lạc. À, vậy anh ở đấy là mỗi ngày không? I thought you have upset him. Em tưởng anh bị đau bụng hôm nay à? Tại sao anh lại uống một lần nữa? Anh hãy chăm sóc bản thân. Bởi vì là bây giờ anh không chỉ sống với bản thân. Con này nói nhắc lại là cái việc mà kiểu tương lai của mà nó với cả cái con với à, con Catherine. Phải đám cưới và có con. Mình phải trả lời lại. I'm not drinking. Ok. Anh sẽ làm những cái gì mà anh thích. Nghe rất là cứng ấy. Ok, chúng ta sẽ xin lỗi. Nên là cái này là ví dụ các bạn nào chơi bad ending hay good ending hay là cái gì đấy, là nó dựa vào những cái trả lời. Nhưng mà anh cần phải đi chơi với các bạn của anh. Nghe có vẻ như là thấu hiểu hơn. Đừng có nghĩ là cái gì cũng đừng có nghĩ là cái gì cũng như là những cái điều xấu đối với anh này, đến với anh. Why, what is going on? Is something okay, cái này mới đúng đấy. Nghe nó hợp lý hơn. Đấy, cái kiểu là cái rank nó tụt sang bên phải nhiều đấy.
Mình không biết là cái này là bấm cái nút gì để uống rượu nhỉ? À, phải ngồi lại quán nữa. Chief. À, Johnny Orlando. He's so perfect at his job. I just kind of assumed that he was the same way in private. In school, he never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Toby. Oh, come on, that's not fair. Anh Johnny đẹp trai kiểu là người trưởng thành. Ring là một y. Ủa tí đi, chờ nó say, tối chạy ra mốc. This month, I'm running really late. I think I'm pregnant. Me raising a family doesn't exactly sound like a recipe for success. Mình mới lập gia đình là không phải là cái công thức tốt nhất để thành công. Nào ngại lập gia đình mà chịu trách nhiệm. Quaterine. Oh, is that name cursed? Uống cho ác. I know this is subtle, but here is some trivia for you. As you seem to have finished your class, there are two ways to classify drinks, short and long. Có hai cách mà chia đồ uống á, ngắn và dài. Short drinks have a high percentage of alcohol. Loại uống ngắn á là uống ít này, là có tỷ lệ cồn cao này. They're served in small glasses so they can be consumed while the cocktail is still cold. Nha, nó được để trong cái mối cốc nhỏ. Để khi uống thì cái cocktail này nó vẫn còn lạnh này. On the other hand, long drinks are cocktails made to be enjoyed for an extended period of time. Còn cái long drink có nghĩa là uống trong thời gian dài thì sẽ là cái loại cocktail được phục vụ sẽ được thưởng thức cho thời gian dài. They are served in a large glass. Nên là cái loại này sẽ được phục vụ ở trong cái cốc lớn á. Take your time and discuss the meaning of life over a drink, or gulp it down and get it over with. The choice is yours. Có hai cách là uống để tận hưởng hoặc là uống phát hết luôn. Đấy là cách của bạn. That was the cocktail trivia. Nên nó có rất là nhiều thông tin về đồ uống ấy. Yo, Erica, I got an order. What do you want to drink? Mình sẽ gọi cái chúng ta gọi sake đi nhỉ? Gọi sake. I'll try sake. Sake, please. Anh nghe sake. Beer. Okay, I'll be right back. Nghe trong bụng đủ các loại đồ uống. Đủ linh tang tinh. You waiting? You want to know the latest info about the curse? Lời nguyền. Your news is grade A 100%. What a bullshit. Oh, like you've been finding out anything useful. Nó kiểu xoay quanh cái việc lời nguyền. Mình ra xem. Để mình nói chuyện bọn này sao cũng được ấy. Hoặc là mình nói chuyện luôn này, làm cho vài phát. That was way too close to blood. À, nói chuyện với cả thằng Orlando. People are free to have whatever kind of relationship they want, but I've been with Catherine so long that it's probably time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said she wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? Cậu sẽ làm điều đúng đắn đúng không? À, về lấy con đấy. Nếu mà gọi là wait a minute là nó sẽ theo cái kiểu ác quỷ này. Mày nói chắc mình sẽ I know này. Tớ biết nhưng mà tớ đời có rất là nhiều cái khó khăn này. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? I go back home and drink some strawberry milk, kid. Sữa dầu. Come on, why you gotta go there? You got a mail. Hình như là có khách hàng. À, bây giờ có anh cảnh sát anh qua này. Mình bập cái email rồi. Catherine. What are you doing? How are you still at work? Mình phải từ chối cái này. Ok, mình phải nói dối nữa. Nên nếu mà các bạn muốn xem cái kết thúc Catherine này là sẽ làm điều ngược lại ấy. Chúng ta đối tốt với con này và chúng ta đối xử bạc với cái con Catherine, con cây ấy, cái chữ K, con người yêu chính của mình. Đây là con này kiểu là người tình ấy. Sorry I gonna run này, không muốn nói chuyện với em.
Bye à? Nghe rất là kiểu lạnh lẽo ấy. À yeah, cái điểm nó đã tăng lên. Ok, mình sẽ ngồi với anh cảnh sát rồi. You gonna bother a cop on his break? This bar is really fancy now. Having a high piano player and all. You wanna ask me about that incident? I'm not gonna be much help. But it's men around your age who are dying. So be really careful. You don't seem too interested. Eh, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. Bây giờ nó đang có cái vụ án ấy. Kiểu là cái vụ án chết người xảy ra xung quanh này. 21:30. Cô giáo là Kawakami. You upset? Not really. Okay, no, anh không giận em nào. I'm sorry, it's just I didn't know what to say. Yeah, I know. I think I was being too harsh on you too. And then I got twisted up over it and called you. Còn cái lúc nào nó bảo vào tai nó cầm cái dĩa đâm mất rồi. That's all. Goodbye. Kêu bảo em có thai rồi, anh ấy sốc mà anh ấy choáng ấy. Uống thêm cái này là nó không có cái đồ ấy. Don't get too drunk, okay? You got a mail. Nên là khách hàng này nó đến và đi mẹ. À, cái anh nhà báo anh té ra này. Mình nói chuyện với cả ai nhỉ? Chuyện với em Quatherine Rin. Kinh ơi, có vẻ như em không quan tâm mày à? Không quan trọng mày à? Kiểu không ai biết thông tin về con này. Nhìn con này nhìn căng phết này, kiểu ngây thơ ấy, tươi sáng ấy. Kiểu là nó khác, kiểu cái team này nó khác hơn với kiểu hai cái đứa Catherine mình biết ấy. Con này là Catherine mày. Nên là either là phát âm nó cũng khác. Nó bảo mình đi về này. Ok, nói chung là chúng ta phải nói chuyện hết mấy cái này. Hai anh này là khách mới này. Xem cái này đi. Talk to the Justin. Perhaps we all deserve pity. Nói chuyện với hai anh này. Oh hey, it's you. You want to hear about being a real man? Okay, chúng ta nói chuyện với anh này. Do you know what you've got to have to be a real man? Chú biết là chú cần cái gì để làm một người đàn ông. Cái này là chúng ta phải cần nhiều tiền. Actually, ring-a-ding-a-bing-bong. See, only half a man's worth is in his upward mobility. He unleashes his full potential when he's surrounded by women. That's why a real man shares his love with as many as he can. I'm not after women. Then you're after me. Not a chance. Man, that hurts. That's because all you do is play Rapunzel. Rapunzel. Try it. I'm sure that princess is a hottie. She's a bunch of pixels. Kiểu thằng này nó nghiện chơi cái Rapunzel. Are you one of those guys who can only get turned on by real life women? It depends. Cái trò mà cho arcade ấy, thì có rất nhiều đứa nó chơi vậy. Cho Rapunzel này. Mêu lắm đấy. Cho Resisted Anniversary. Đây là một cái ảnh Memory the Service. Thank you. Đây là cái kiểu nhà mạng rồi. Đây là cái Keyroad Phone là nhà mạng rồi. Viettel Mobile Phone.
nay là ngày đặc biệt của bạn. So, nên là chúng tôi sẽ gửi một cái bức ảnh. A celebratory intoxicate in a way. This takes me back. Oh. Cái này là ảnh kỷ niệm của này. Catherine. K. Catherine. Nó còn ai nói chuyện anh nhỉ? Nói chuyện anh công an này hết rồi. Để mình nói chuyện con Erica rồi mà. À, và xem tin. Bí ẩn của nhiều cái chết bất ngờ. Ronald Clay, age 32, Ronald Clay. Was found dead today. He's the same age as me. That's all we currently have on this story. We'll be moving on to the news after a brief update on the weather in Area 15. The eldest son of the Barril family led 1,500 relatives onto a fleet of private jets. Okay. Có anh Ả Rập Xê Út là mời 1,500 người thân đi máy bay riêng đi chơi. Là cái anh cừu mà màu vàng ấy. The food's gotten better here lately, don't you think? All depends on who's in the kitchen. Whatever. I know I'm a terrible cook. Anyway, I found this great restaurant the other day. The chef's a little odd, but his food is to die for. So, we decided to buy our dishes from there. We just heat it up and it's good to go. Boss used to do the cooking, but he's got a bad hip these days. Well, I'll keep that in mind next time I eat here. Have you heard about the witch? They say she's behind all the... Didn't hear, didn't care. They say she can't die. Well, a witch. They say she doesn't age either. Oh, boy, I'm jealous. Yep, old age is gonna suck. Huh? Oh, you know, arthritis and all that. Có nó bảo là cái con phù thủy. Kiểu nhiều nhiều cái tin đồn xung quanh. Có con này còn nói gì nữa. From the sound of it, Rin's been staying up all night practicing piano. I hope all that hard work pays off. Yeah, I'm sure it will. Wait, if that was happening next door, wouldn't you have heard it by now? Those walls are pretty thin. And the bar's closed at that time. What the hell, Rin? Rin practicing. Có lẽ ở nhà nó có cây đàn piano rất là to nên nó chơi ở nhà tập. Nên là đồng thời là nó cũng giúp mình ở trong cái dungeon luôn này. Vào trong mấy cái tầng ấy. Xem cái tin nhắn ấy này. Ta có Catherine này. Sorry này. Mẹ nó xin lỗi mình là lúc nãy ở cái quán này nó cầm cái dĩa đâm một số ấy. Nó đe dọa này. Yeah, mình trả lời lại. I'm sorry too. Nghe thiểu thần thanh thật. I just kind of confused. I definitely think about it. Mình không biết là cái này là cái đúng nhé. Hình như nó cũng tương tự giống nhau. Feel better please. Yeah, good night. Catherine, you are such a good guy. We could have some fun. Work hard. I'm proud of you. Okay, okay. Chúng ta sẽ trả lời good. Trả lời nó kiểu cứng ấy. We are good night. Nên là mình không hiểu là cái kim này nó chỉ nhảy kiểu gì. Cho nó nhảy ra bên phải lại kéo ra bên trái nữa. Nên là cũng rất là khó hiểu là nó kéo kiểu gì luôn. Mình nói chuyện. Uống nốt cái sake. If she's pregnant, that really means marriage, huh? Cho tiền phát đấy. Kiểu anh kia lại xuất hiện. This is sudden, but here's some trivia about sake for you, as you seem to have finished your cup. Nên là đúng kiểu là cái này nó cho kiểu khán giả xem truyền hình nhé. Okay. Bạn có biết là có rất là nhiều cái từ để miêu tả về cái nhiệt độ của rượu sake khi mà lạnh. Sake served at 0 degrees Celsius is called mizozake. Every 5 degree increase above that has its own name, such as yukihie, hanahie,
nên dữ dùi. Nên là rượu sake khi mà ở nhiệt độ số 0 thì nó gọi là mizosake. Và mỗi năm nhiệt độ tăng lên 10, 5, 5, 10, 15, 20 thì nó gọi là Zukihie, Hanahie, and Suzuhie. Such a poetic way to express their virtue. Use the names with flair and impress your friends. Kiểu đúng là mấy anh Nhật ấy, miêu tả kiểu chất lượng ấy. Nghe cũng có từ riêng. Mình sẽ uống thêm thôi. What would you like? Oh, bây giờ em này em sẽ gọi. Yeah. Em này sẽ phục vụ mình. Mình sẽ uống bia thôi. B là bia. I need a beer. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Hold on just a second. Be careful not to drink too much. Quan tâm đấy. Nếu em nói thì anh sẽ uống ý. Nói chung là mình có thể uống thoải mái, nhưng mà cái tối đa của chúng ta là có thể 3 chai. Kể cả uống thêm nó cũng không có tác dụng gì thêm. Nhưng mà uống thêm thì chúng ta biết được nhiều hơn về các loại đồ uống ấy. By the way, you think Rin will ever get her memory back? I don't know. There might need to be something to trigger it. Yeah, maybe playing that piano will help. Anyway, let me know if anything happens. I got your back. I got your back. Con người nằm vẫn mất trí nhớ mà. Không ai biết là về cái thông tin về con Rin này. I'm making dishes. Tài thở lắm thế. Có tài đi đâu đây? Hey, is Toby really into Erica? Well, kids drool over girls like that. Well, but... But it's Erica. It's Erica. What are we gonna do if something happens between them? Well, whatever. Everyone has issues these days. Nên là có một cái về có Erica này mà ví dụ là chúng ta chơi hết game là chúng ta biết ấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ không nói với các bạn. Để các bạn biết được là dễ. Nên là đây là cái lý do mà tại sao cái bọn này là nó... Still drinking? Kiểu cái con Erica kia là bạn thân của bọn này mà. Cũng kiểu bạn thân, biết nhau hết. Is this late already? If I don't go home, I'll make Catherine worry again. Yo, Vincent. Chúng là gái rất là xinh nhưng mà cái bọn là kiểu như nó vẫn nói. Ok, anh sẽ ở lại. The night is young. I'm sticking around a little more. Vincent! Vincent! I'm going home now. Thanks for stopping by. Oh, em lại về à? What the hell, man? Anh này vẫn uống nốt cốc bia. Sắp đến giờ rồi này. Và tại em, man, thằng kia nó lại rủ mình đi, nó phệt. You're here. I found you, Vincent. I found you, Vincent. Con này nó lại xuất hiện, bố này. Don't call me that. That's embarrassing. What do you want to do today? Actually, I. The perfect toy for a healthy baby. So much fun. Hey. Hello. Hey, why are you just staring at the TV like that? When a baby won't stop crying. You have to gently. A baby? Oh, I get it, Vincent. Chứ là con này nó lại có cảnh này.